xin kính chào các cô chú anh chị hiện tại đang là mùa của mật ong rừng và thời gian này là thời gian khai thác ong rừng ong rừng là tuyệt vời nhất bởi vì là cái thời gian này cái lượng mưa của vào thời điểm hiện tại ấy, nó không có nhiều thành ra là cái mà cái con ong nó đi nó lấy mật thì nó sẽ được những cái mật nó không bị dính nước rất ít dính nước thành ra là cái độ mật của nó nó đặc và nó ngon nhất cái thời điểm này là rơi vào tháng 3 và tháng 4 đó thì cái mật vào thời điểm này nó rất là ngon thì ở đây mình quay có thể là sẽ không có được ưng mắt mọi người lắm nhưng mà mình muốn quay thực tế cái cái mật ong khi mà mình mua về và mình sẽ vắt ra sau đó thì sẽ có thể gửi đi tới các cô chú anh chị cái mật ong cái mật ong rừng ấy thông thường thì các năm thì nó cũng khá là nhiều nhưng mà năm nay thì gần như là sẽ mất mùa bởi vì là cái lượng mình mua cũng khá là ít. Mỗi một người như ở đây này, cứ mỗi một tổ như thế này, ở đây là một tổ là một người bắt được này. Ở đây cũng là một tổ này. Có những người người ta sẽ bắt được những cái tổ nó nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà có những người thì người ta sẽ bắt được những tổ lớn hơn. Như ong khoái thì có những tổ nó vừa vài chục kg kg cơ. Nhưng mà có những tổ nó chỉ nhỏ như thế này thôi. Đây, có những tổ thì lại chỉ bé bé như vậy thôi thành ra là nó sẽ không có một cái mức tổ nào nó nó cố định mỗi người đi thì nhiều khi nó có gặp một tổ hai tổ ba tổ năm nay thì gần như là ong mất mùa nghĩa là cái sản lượng mật nó rất là ít thành ra là cái giá mật ong rừng năm nay là nó sẽ cao đấy thì hiện tại bây giờ mình tính vắt ra và tính ra cái giá thì cái mật ong đá và mật ong khoái như thế này thì giá nó gần như bằng nhau rồi là 500.000 đồng một một lít một lít như thế này thì nó sẽ rơi vào 500 ngàn khi mà mình mua cái tổ về như thế này ấy, thì mua từng tổ mỗi người sẽ được một tổ một tổ như thế này người ta dân người ta mang xuống cho mình người ta đi lấy về sau đó thì người ta mang xuống thì mỗi người từng cái tổ nhỏ như thế này đó mua xây xong là ong quái sẽ phân riêng ong đá sẽ phân riêng thế sau đấy thì sẽ vắt vắt lấy cái mật vắt lấy mật sau đó là sẽ lọc lọc và đưa vào can như thế này đưa vào can để dự trữ bán cả một năm luôn với cái số lượng nó nói chung là cố gắng lấy một cái số lượng nó tốt nhất có thể và sau khi mà cô chú anh chị đặt thì sẽ rót ra từng cái chai như thế này đây là cái chai một lít và sẽ vận chuyển đưa tới tay các cô chú anh chị đó thì đấy là một cái quy trình để mà khi mà mình gửi ong đây là cái phấn của nó này đây là cái phấn của con ong khoái những cái tổ phấn như thế này tổ phấn như này thì thì khi mà cắt bầu ra thì sẽ có cái phần phấn đó. thông thường thì vắt mật này nó sẽ hay dẫn dính phấn đó. thì cô chú anh chị có nhu cầu về cái 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 mật ong rừng kể cả mật ong khoái hay là mật ong đá thì nó đều có giá hiện tại nó đều có giá là 500.000 đồng một lít hết năm nay thì nó sẽ cao hơn như hơn năm ngoái ờ, ong đá thì nó sẽ đặc hơn và màu nó sẽ đậm hơn cái ong khoái ong khoái thì nó nõn hơn và hơi hướng nó màu vàng mình sẽ mình sẽ ý là mình sẽ đánh dấu ở trên các cái nắp chai như ong khoái thì mình sẽ ghi chữ k và ong đá thì sẽ, sẽ ghi chữ d Đó. thì đây là cái còn đây là cái tổ ong ruồi này cái ong khoái này này đây mọi người có thể thấy một cái bầu mật của nó như bầu mật này là khá là bé đấy nhưng có những bầu mật như này nó còn bé nữa này Đó thì cô chú anh chị có nhu cầu về mặt ong rừng thì có thể đặt năm nay thì nó rơi vào 500 nghìn một lít kể cả ong khoái hay ong đá vào thời điểm đầu mùa là mình mua nó còn rẻ hơn cái thời điểm này và càng về sau thì thời điểm này không cái lượng mật nó rất là ít mà lại nhiều người mua thành ra là giá nó hơi cao Đó. thì thành ra năm nay nó sẽ rơi vào 500 ngàn một lít kể cả ông khoái và kể cả ông đá. Mình bán là sẽ theo thị trường, theo cái giá nhập. Thành ra là cô chú anh chị có thể theo dõi xem cái kênh của mình đăng những sản phẩm nào và hỏi vào thời điểm hiện tại mình sẽ báo giá đúng vào thời điểm hiện tại cho cô chú anh chị. Thì đây là những cái thực tế những cái tổ mà mình vừa mới mua. Mỗi ngày thì dân họ sẽ mang xuống cho mình như này. Mỗi người người ta chỉ bắt được một ít như này thôi mà mình sẽ gom lại. Đây. Đó. Thì cô chú anh chị có nhu cầu về mật ong thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại trên màn hình nhé 0974 hoặc là 0947010585 tám Cả hai số mình đều có Zalo và có cả Facebook Ong khoái thì nó sẽ noảng hơn nhé Bởi vì cái con ong đ... con ong khoái này nó to, nó hút được nhiều mật Còn con ong đá này, thì cái mật nó đặc hơn Đó. Ok, xin kính chào các cô chú anh chị Chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng